chào cha, con mới ra viện hôm qua. Con mới ra viện ngày hôm qua, rồi. Con mới to lên, ra viện mới to lên cho mọi người nghe. Dạ. Con bị người ta chẩn đoán là viêm đa thuộc cấp. Con đang còn phải mổ, nhưng mà do con nằm bệnh viện, con nằm ở phòng cấp cứu 2 ngày. Người ta không cho con ăn gì hết đó. Nhưng mà bác sĩ không có tìm con ra bệnh gì luôn. Cái không có phải mổ, nhưng mà hôm qua là con ra viện với con lên bắt xe con ở tút ở ngoài Ninh Thuận á. Xong cái con vô đây là con làm chứng cho Chúa, thì con nhớ là cầu nguyện. Con có nhắn tin cho cha lúc 8 giờ tối ngày thứ 2, cái lúc 12 giờ 9 phút thì cha có nhắn tin lại cho con. Xong con nhờ ơn Chúa nên con được khỏi phải mổ. Con có mổ đẻ 2 đứa rồi, thì con sợ mổ lắm. Con nói Chúa ơi, con xin phó thác cho Chúa. Lúc con vô siêu âm người ta cũng không thấy tên bệnh. Lúc mà CT cắt lớp cũng không thấy bệnh. Đó chụp phim không thấy bệnh. Đó cái theo dõi 2 ngày cái người ta cho ra con ra viện. Cái nào không sau kỳ vậy siêu âm để rủ thừa rõ ràng. Cho nên giờ sao không thấy bệnh nữa. Cái người ta ra cho con ra viện thì con ra xe đó con vô đây luôn cho không có về nhà. Đã nói là con phải đi mổ ruột thừa. Và đây là giấy tờ làm chứng là giấy tờ siêu âm bác sĩ xác nhận là cần phải đi mổ ruột thừa gấp. Mà cô ấy đi lên rồi khấn lòng Chúa thương xót. Và bây giờ thì không phải mổ nữa, thưa anh chị em. Đây là cô ấy từ bệnh viện cô ấy chạy thẳng về đây thay về đi về Bình Thuận, về gia đình của mình. Thường thì người ta hứng quá, mừng quá và chạy về nhà hay chạy về nhà thờ, về nhà, ai cũng vậy thôi, chạy về nhà báo tin cho gia đình mình. Còn cô này thì thay chạy vì chạy thẳng về nhà, cô ấy chạy thẳng đến nhà thờ do điểm tin mừng để cô ấy làm chứng rằng Chúa đã cứu chữa cô ấy. Bây giờ người ta khám lại, người ta không thấy có gì để phải mổ nữa. Mà cô này thì cô cứ nhất định là phải mổ cho tôi vì tôi có, cùng bác sĩ bảo nó không có. Cô này cứ bỏ có, cuối cùng có hay không có? Không có. Mà ai làm cái chuyện nó không có chỉ có Chúa làm thôi. Đây cho tặng con một cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót, con đi về. Và thêm một cuốn tập san nhờ mẹ đến với Chúa số tháng 12 Giáng sinh mùa xuân mới của giáo hội. Chúa chúc lành cho con. Bạn trẻ đi về tiếp tục.